chào tất cả quý vị khán giả, mời quý vị cập nhật phần tin tức 24 giờ qua. Bắt nghi phạm đâm chết nhân viên quán karaoke ở thành phố Hồ Chí Minh. Học sinh ở quận 4 và thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh nghi bị ngộ độc. Có trường cùng lúc 82 học sinh nghỉ học. Quán cháo lòng nổi tiếng ở miền Tây bị buộc tạm dừng hoạt động. Xin mời tất cả quý vị khán giả theo dõi chi tiết sau đây. Hôm nay ngày 6 tháng 5, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang lập hồ sơ lấy lời khai đối tượng Nguyễn Văn Phúc, 30 tuổi, quê ở Bình Thuận để điều tra về hành vi giết người. Phúc là nghi phạm đâm chết anh H, 29 tuổi, quê ở Đắk Lắk, nhân viên của quán karaoke trên đường số 11, phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức. Tối ngày 5 tháng 5, qua đấu tranh, Phúc khai nhận sau khi đâm chết nhân viên quán karaoke thì lấy xe máy rời khỏi hiện trường. Sau đó, đối tượng này đến nhà trọ của người quen ở phường Long Thạnh Mỹ, cách nơi xảy ra vụ án mạng khoảng 8 km để lẩn trốn. Đến rạng sáng ngày 6 tháng 5, Phúc bị các trinh sát ập bắt giữ, đưa về trụ sở để lấy lời khai. Như báo chí đã đưa tin, khoảng 21 giờ ngày 5 tháng 5, có hai thanh niên đến quán karaoke nói trên ca hát rồi ra về mà không trả tiền. Anh Hờ đi theo yêu cầu khách thanh toán mới được rời đi. Trong lúc lời qua tiếng lại, anh Hờ đột ngột bị một trong hai người khách dùng hung khí tấn công khiến nạn nhân gục tại chỗ. Gây án xong, hung thủ rời khỏi hiện trường, còn người đi cùng ở lại cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng. Được biết, anh Hờ được mọi người đưa đi vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Lực lượng công an sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera, lấy lời khai những người liên quan để truy tìm nghi phạm. Liên quan đến vụ học sinh ở quận 4 và học sinh ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh nghi bị ngộ độc, có trường cùng 82 học sinh nghỉ học. Lo ngại xuất hiện chùm ca ngộ độc, Bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh báo cáo nhanh cho Sở Y tế và Sở An toàn Thực phẩm về hai ca nhập viện sau khi ăn trưa cùng với mì Ý và sốt cà. Gần đây thì liên tục xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm. Ngày 6 tháng 5, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật đang tiếp tục điều tra, thu thập thêm thông tin có liên quan đến vụ nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm tại hai trường tiểu học ở quận 4 và thành phố Thủ Đức. Trường tiểu học Đặng Trần Côn quận 4 và trường tiểu học Linh Chiểu là hai nơi được xác định có ca ngộ độc thực phẩm. Trước đó, ngày 4 tháng 5, Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận hai ca điều trị nội trú cho hai trường hợp có triệu chứng là ngộ độc thực phẩm. Sau bữa ăn trưa tại trường học bán trú, đầu tiên là bé trai 9 tuổi ở quận 4, học trường tiểu học Đặng Trần Côn. Trưa ngày 3 tháng 5, gia đình ghi nhận bé sốt cao ối liên tục kể từ khi ăn trưa với món mì Ý sốt cà ở trường và đưa bé nhập viện Nhi đồng 2. Còn trường hợp ở Bệnh viện Thủ Đức là một bé gái 11 tuổi, học trường tiểu học Linh Chiểu. Tối ngày 3 tháng 5, bé đau bụng quanh rốn, ối ra nước, ăn rau củ từ trưa. Người nhà thông tin ăn trưa với món mì Ý sốt cà ở trường. Ngày 4 tháng 5, bé tiếp tục ói thức ăn và dịch xanh 5 lần và được gia đình chuyển tới Bệnh viện Nhi đồng 2. Ngay khi tiếp nhận thông tin, từ khuya ngày 4 tháng 5, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với Trung tâm Y tế quận 4 và Trung tâm Y tế quận Thủ Đức vào cuộc xác minh. Sau khi điều tra dịch tễ, xác định tại trường tiểu học Đặng Trần Côn ghi nhận tổng cộng 6 trường hợp có triệu chứng liên quan như ói, tiêu chảy, đau bụng đều cùng học lớp 31. Các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật có thể liên quan đến cùng một nguồn lây, có khả năng là thức ăn vặt để trẻ tự mua. Theo lý giải của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, bởi trong số 6 trẻ rối loạn tiêu hóa có một trẻ không ăn bán trú, các trường hợp nghi ngộ độc đều cùng một lớp và các lớp này ăn cùng món ăn trưa đều chưa ghi nhận thêm trường hợp nào liên quan. Xác minh tại trường tiểu học Linh Chiểu, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật cho biết hiện tại chưa ghi nhận thêm các trường hợp nhập viện với triệu chứng tương tự. Các bệnh viện trên địa bàn cũng chưa ghi nhận ca bệnh đến khám nghi ngờ ngộ độc. Tuy vậy, điều khá lạ, trong vòng ngày 4 tháng 5, ngày có học sinh nhập viện
trường này có tới 82 học sinh nghỉ học. Nhà trường sẽ thống kê danh sách và tìm hiểu nguyên nhân nghỉ học để phát hiện thêm có hay không các trường hợp nghỉ học có triệu chứng tương tự. Báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật nêu và khẳng định chưa thấy có mối liên quan nào của trẻ có triệu chứng ngộ độc thực phẩm từ hai trường là cùng một nguồn thực phẩm. Theo nguồn tin của báo Tuổi Trẻ Online cũng cho hay, qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định nguồn cung cấp thực phẩm đó là món mì ý sốt cà chua ở hai trường nêu trên đều tính là hai đơn vị khác nhau, cũng chưa xác định đây có phải là nguyên nhân ngộ độc hay không. Trước đó, ngộ độc sau khi ăn cơm cuộn trước cổng trường, đối với các ca nghi ngộ độc thực phẩm nhập viện tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh, Bệnh viện Thủ Đức, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật cho biết đã phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố Thủ Đức và Bệnh viện Lê Văn Thịnh điều tra báo cáo. Qua dữ liệu điều tra dịch tễ ban đầu, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật đã xác định đây là tình huống ngộ độc thực phẩm tập thể của 15 trường hợp trẻ từ 7 đến 11 tuổi tại 4 trường tiểu học trên địa bàn 2 phường Thạnh Mỹ Lợi và Bình Trưng Đông. Triệu chứng được phát hiện vào ngày 2 tháng 5 sau khi ăn sáng, 2 giờ rưỡi đến 3 giờ sau bữa trưa, với thức ăn là món cơm cuộn được mua trước cổng trường. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật đã phối hợp cùng đơn vị liên quan để đẩy mạnh việc hướng dẫn tuyên truyền nguy cơ và phòng chống bệnh tật nhiễm trùng tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm do người dân trong thời tiết nắng nóng như hiện nay, đồng thời đề xuất chuyển Sở An toàn Thực phẩm tiếp tục điều tra xác minh làm rõ vụ việc. Và liên quan tới một cái thông tin khác, quán cháo lòng nổi tiếng ở miền Tây bị buộc tạm dừng hoạt động. Vì sao? Cụ thể, ngày 6 tháng 5, nguồn báo chí cho biết, trong đợt ra quân thực hiện tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Hậu Giang đã đến kiểm tra một số cơ sở trên địa bàn tỉnh, trong đó có quán cháo lòng Cái Tắc Ngọc Thúy ở thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A. Qua đó, đoàn kiểm tra phát hiện tại khu vực chế biến của quán chưa cách xa nguồn ô nhiễm theo quy định. Việc mua nguyên liệu vào chế biến chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ, giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết hạn vào ngày 11 tháng 12 năm 2023. Do vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm, đoàn kiểm tra đã đề nghị quán cháo lòng Cái Tắc Ngọc Thúy tạm ngưng hoạt động cho đến khi được cấp giấy chứng nhận đầy đủ điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định. Đoàn kiểm tra Trung tâm Y tế huyện Châu Thành A, Trạm Y tế thị trấn Cái Tắc và trưởng ấp Đông Phú A giám sát hoạt động kinh doanh của cơ sở. Vào năm 2023, khi đến kiểm tra quán cháo này, đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Hậu Giang đã ghi nhận hạn chế khu vực sơ chế. Chế biến thực phẩm của cơ sở chưa tách biệt với nguồn ô nhiễm. Từ lâu, quán cháo lòng Cái Tắc Ngọc Thúy đã nổi tiếng nên được rất nhiều người dân, du khách, những người đi du lịch đã đến địa phương này ghé ăn thưởng thức khi đi ngang qua thị trấn Cái Tắc. Cảm ơn quý vị khán giả theo dõi phần tin tức. Giới thiệu với chị em phụ nữ, đây là một set sản phẩm dưỡng da tái tạo làn da giống như da em bé, kết hợp giữa sản phẩm Hàn và sản phẩm Thái. Đặc biệt là chai nước hoa hồng này làm bong tróc da, tái tạo làn da giống như da em bé. Và sau đó là bước dưỡng serum, toner, sữa dưỡng da và mặt nạ. Đặc biệt là chai dưỡng da, trắng da, giữ ẩm và đồng thời là có kem chống nắng hàng ngày. Luôn tái tạo làn da giống như da em bé. Chị em phụ nữ chúng ta nên xài rồi sẽ trải nghiệm. Mình cực kỳ là thích khi mà sử dụng sản phẩm này. Giá rất là mềm so với những sản phẩm khác. Mời quý vị chị em phụ nữ cùng trải nghiệm. Đặc biệt là chai nước hoa hồng này chúng ta là tái tạo được làn da non và mềm, và đồng thời hạn chế tàn nhang, đồi mồi và đốm nâu trên gương mặt của mình. Khi chị em phụ nữ dùng thì lấy lại tự tin, vẻ đẹp của mình ha. Xin chào chị em phụ nữ nha, ngồi đây cảnh cũ người xưa luôn. Giới thiệu hai cái loại sản phẩm mới, đó là một cái loại toner dùng cho mặt cho quý vị khán giả. Đây là một bước không thể thiếu trong trang điểm, là
để dưỡng ẩm nè, làm bóng da, làm mềm da và đẹp giống như da em bé luôn quý vị khán giả. Đây là một cái chai 280 ngàn mà chúng ta xài cả năm luôn. Một trong những sản phẩm dùng trong thẩm mỹ viện Hoài Anh, là một trong những thẩm viện nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh về làm đẹp da, chăm sóc da chị em phụ nữ. Ngoài ra thì chúng ta cũng còn một cái sản phẩm khác, đó là cái sản phẩm dùng để trắng cho body. Ví dụ như hai cái chai này, hai cái hũ to này chỉ có 800 ngàn thôi. Quý vị khán giả thấy đây là cái hộp Phương Văn dùng trong cái thời gian vừa qua. Quý vị khán giả thấy một cái chai to, hũ to nè. Khi chúng ta dùng cổ, dùng tay giống như vậy nè. Đó, da mình luôn luôn trắng mịn, dùng giống như là da em bé, thời gian sau trắng hơn da mặt luôn. Luôn lúc nào cũng thơm tho và xinh xắn. Yêu đời nha. Tất cả chị em phụ nữ nha. Hôm nay giới thiệu một cái loại kem mà cho body, phải nói là xài rồi trắng như da em bé luôn đó, xài rồi trắng như da em bé luôn. Ở đây là cái hũ bông da, mình sử dụng từ 3 tới 5 ngày thì nó sẽ bông da mà bông nhẹ nhẹ thôi ha. Sau đó thì mình dùng cái loại kem này là kem tổng hợp của Thái Lan, nói chung là nhiều thành phần lại với nhau ha. Chị em nào miền Tây thì đã dùng cái kem này đã biết rồi đó. Đó, sau khi mà bông da ra trong 3 đến 7 ngày là xài hết cái hũ này, bông da rồi là sử dụng cái hũ kem trắng da này, phải nói là cực kỳ trắng, trắng như da em bé luôn. Đảm bảo với quý vị khán giả, xài hết cái hũ kem bông da này 3 đến 5 ngày để cho da già, da chết nó tẩy ra, và sau đó thì còn cái lớp da non đó mới thẩm thấu được kem, xài thời gian đảm bảo trắng như da em bé luôn quý chị em. Nếu chị em nào muốn làm đẹp cái làn da của mình, da tay, da chân, nói chung là body, thì sử dụng những cái loại kem này cực kỳ hiệu quả,